xã Đắk Đờ Rông có khá nhiều nông hộ làm nghề nuôi ong lấy mật từ hoa cà phê. Tuy nhiên, mật ong của bà con làm ra vẫn còn ở dạng mật thô, chất lượng sản phẩm chưa được chứng nhận nên đầu ra gặp nhiều bất lợi, giá bán không cao. Xuất phát từ thực tế trên, năm 2022, anh Trần Anh Tiến, xã Đắk Đờ Rông đã thành lập hợp tác xã nông nghiệp ong mật Đắk Đờ Rông với 9 thành viên, gồm những hộ nuôi ong lấy mật từ hoa cà phê trong xã tham gia. Mục đích của anh Tiến là tập hợp những người nuôi ong lại với nhau để tạo ra chuỗi sản phẩm mật ong sạch, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó phát triển nghề một cách bền vững. Cái sản phẩm mật ong á, mà chất lượng mà gọi là nổi trội nhất ấy, thì là có khu vực cứ rút mình là có cái chất lượng mật là ổn định với lại gọi là cao nhất so với mặt bằng chung á. Cho nên là tôi lựa chọn là mật cà phê đấy, là để thứ nhất là để cho bà con mình có cái giá thành ổn định, đầu ra ổn định. Với lại là bởi vì là cái chất lượng mình đã cao rồi, cho nên là mình muốn quảng bá cho nhiều người biết hơn. Khi tham gia chương trình OCOP, Hợp tác xã Nông nghiệp Ong Mật Đắk Đờ Rông đã xây dựng chiến lược phát triển cụ thể, tạo ra sản phẩm gắn với phát triển thương hiệu cho sản phẩm. Chương trình OCOP đã tạo cơ hội để Hợp tác xã nâng cấp về chất lượng, bao bì, mẫu mã, tiêu chuẩn và định hướng thị trường tiêu thụ, điều chỉnh sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Khi dán nhãn OCOP vào á, thì người ta cũng có cái gì đó thích thú hơn hoặc là có cái gì đó đảm bảo hơn về cái chất lượng hơn so với những sản phẩm khác đó, thì quảng bá thì cũng em cũng được gọi là hỗ trợ mang ra các hội chợ, các khu trưng bày của sản phẩm OCOP á. Ông Trần Văn Kỳ có thâm niên nuôi ong lấy mật khoảng 25 năm nay cho biết mỗi năm ông nuôi từ 400 đến 500 đàn ong. Sản lượng mật đạt khoảng 10 tấn mỗi năm. Mật ong chủ yếu được bán lẻ, chưa có thị trường tiêu thụ ổn định. Vậy nên khi Hợp tác xã Nông nghiệp Ong Mật Đắk Đờ Rông được thành lập, ông đã tham gia vào Hợp tác xã để sản xuất mật ong theo tiêu chuẩn, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ rộng hơn. Nuôi được 25 năm rồi, từ năm 98 đến giờ. Thì qua có cái trình nuôi con ong á, thì cái vất vả nó là cũng phải đi theo mùa hoa. Con ong muốn cho nó khỏe mạnh mà đạt được cái năng suất đó, thì quá trình nuôi mình phải chú trọng về cái bệnh tật như trí rồi ấy, rồi mình phải đánh nó định kỳ đấy, để cho con ong nó vào bắt bước vào cái mùa khai thác á, vào mùa hoa cà phê á, là nó mạnh qua thì nó mới đạt được cái năng suất. Mà quá trình mà mình thu hoạch hoa cà phê á, mật á, là mình cũng phải để cái mật nó đạt được cái tiêu chuẩn. Điều đặc biệt của mật hoa cà phê là có màu sắc vàng óng, đậm đặc, có vị ngọt dịu nhẹ, bảo quản được lâu. Nếu càng để lâu, mật ong càng tốt, không bị ngả màu hay đồng đường. Cái mật hoa cà phê nó khác với mật hoa khác là cái mật hoa cà phê nó thơm. Độ đặc của nó mình lấy đủ tiêu chuẩn, nó đặc mà thơm mà nó không bị kết tinh. Màu sắc của nó kiểu vàng cánh rán, màu rất đẹp. Nếu như ăn cái mật cà phê mà chuẩn là nó hơi có cái độ khé ở trong cổ họng thì mới là mật chuẩn. Thế còn ăn cái độ ngọt nịm của nó là chưa được đạt. Sau khi sản phẩm mật ong của Hợp tác xã Nông nghiệp Ong Mật Đắk Đờ Rông đạt chứng nhận OCOP đã giúp nông dân đổi mới tư duy kinh tế nông nghiệp. Sản phẩm OCOP của các chủ thể được cải thiện về chất lượng, tiêu chuẩn, hệ thống nhận diện, đáp ứng yêu cầu của thị trường.